Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giu-đê-a và miền bên kia sông Giô-đan, dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môi-sen đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môi-sen cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-sen đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu ấn định luật hôn nhân, và chúng ta gọi đây là thiên luật vì do Chúa ấn định. Thiên luật và nhân luật khác nhau hay giống nhau ở chỗ nào anh chị em? Thiên luật và nhân luật đều là luật. Thế nhưng giá trị của thiên luật thì vĩnh cửu, trường tồn, không bao giờ thay đổi, bất biến. Còn giá trị của nhân luật, có thể hôm nay người ta thấy cần luật đó, người ta sẽ đặt ra, mai ngày có thể sửa chữa hay có thể không cần nữa thì hủy bỏ đi. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, nơi mỗi người đang sống và trong tâm của mỗi người đang sống đều có những ấn định của thiên luật, và bên ngoài cuộc sống của chúng ta được thể hiện đều có những biểu hiện của nhân luật. Và chẳng hạn như nhân luật dễ lắm, anh chị em đi ra đường, đi lề bên trái, người ta bảo anh chị em phạm luật. Thế nhưng một vài nước trên thế giới, luật đi đường ở bên trái, tùy chúng ta ấn định. Thí dụ như quốc gia này ấn định luật đi bên trái, quốc gia kia ấn định luật đi bên phải, thì tùy quốc gia, tùy luật của quốc gia đó. Chúng ta mà nhập khẩu xe hơi của những quốc gia đi bên trái làm đường chính đó, thì chúng ta về phải sửa lại cái tay lái để nó nằm bên chiều thuận theo quốc gia của mình. Thưa anh chị em, đó là nhân luật, chúng ta đều có thể sửa được, đều có thể dừng lại nếu không thấy, nếu thấy nó không cần nữa, đều có thể tăng thêm nếu thấy nó cần thiết hơn, đều có thể sửa lại nếu thấy nó cần phải sửa. Nhưng thiên luật thì ngàn đời bất định. Chúa ban cho chúng ta những luật lệ cần thiết cho đời hôn nhân, và Chúa ấn định đó là luật trường tồn, đó là luật mãi mãi. Một người đàn ông cho một người đàn bà và ngược lại một người đàn bà dành cho một người đàn ông, đó là thiên luật khi chúng ta đã lập nên bí tích hôn phối để trở thành vợ thành chồng, mãi mãi sống bên cạnh nhau. Ở đây Chúa Giêsu bảo rằng ai bỏ vợ mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và người đàn bà lấy chồng khác cũng phạm tội ngoại tình. Ai lấy người vợ đã bị bỏ, người đó cũng phạm tội ngoại tình, vân vân. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta thể hiện phải là sự chung thủy suốt đời và không khác được.
Bởi chúng ta khi rảy bỏ một người phối ngủ sống chung với mình, người đó hay là vợ là chồng của mình, thì là người phối ngủ của mình trở thành người trước hết vi phạm lề luật hôn nhân, và đó là ngoại tình. Rồi chúng ta còn làm cớ cho người bạn đời của mình ngoại tình nữa. Cho nên lúc đó chúng ta lại có lỗi thêm một lỗi nữa. Khi chúng ta rảy bỏ một người, chúng ta đã ngoại tình. Và rảy bỏ người đó, người đó có thể đi đến bước thứ hai, thì chúng ta cũng trở thành kẻ làm cớ cho người bạn đời của mình ngoại tình. Chúng ta phạm tội gấp đôi. Và thưa anh chị em, nếu sống không được mà rảy bỏ nhau rồi cuối cùng ngoại tình theo nghĩa là không sống nổi với nhau và rảy bỏ nhau, tôi thấy nó còn đỡ hơn là đang sống chung trong một mái nhà, đang sống chung trong đời sống hôn nhân, đang sống chung trước mắt mọi người thấy rõ mà đi ngoại tình còn tội nặng hơn. Hằng ngày về sống với vợ của mình nhưng mà đi ra đường là lén phén với ai khác, tìm cách để mua vui với kẻ khác, càng tội nặng hơn. Chúng ta phản bội ngay khi chúng ta có mặt của người vợ, người chồng trong cuộc đời của mình. Chúng ta phản bội ngay khi chúng ta đã làm những điều mà ở đó sự lừa dối càng mạnh mẽ. Khi chúng ta lừa dối chính người cốt nhục của mình, là con cháu của mình chẳng hạn, lại còn lừa dối người bạn đời phối ngủ của mình. Cho nên chúng ta phạm tội rất nặng nếu còn sống chung trong một mái gia đình như là một đôi vợ chồng bình thường mà lại phạm tội ngoại tình. Ngoại tình ăn lén á, có người bảo là ngày nào cũng ăn cơm ngán ha, lâu lâu đi ăn phở, chưa chắc cái thứ kia là phở đâu, giả tưởng thôi, ảo tưởng thôi. Rồi có những kẻ còn gân cổ nói rằng mình tự do, mình lừa vợ, lừa con của mình, lừa cháu của mình, tức là lừa tất cả cốt nhục của mình đó, mà còn cho rằng mình phải tự do. Tôi lấy thí dụ, ông chồng đi bia ôm, về nhà bà vợ phát hiện ra, con mình nó phát hiện ra càng quê nữa, càng nhục nhã nữa, mà nó lớn rồi nó có thể phát hiện ra, bảo rằng ba không được như vậy, ba phản bội mẹ, ba phản bội chúng con, ba làm tội, ba phản lại bí tích hôn nhân mà ba đã lãnh nhận. Thì ông chồng còn gân cổ lên, tao đó, tao phản bội làm gì được tao, tao còn có tự do của tao nữa chứ, tao không sống với mẹ mày, tao sống với người khác được không, tự do của tao. Tôi hỏi anh chị em tự do không hả? Chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi mà lại bảo rằng mình tự do. Kẻ đáng sợ là kẻ không biết mình nô lệ. Và còn đáng sợ gấp ngàn lần hơn khi đang sống trong nô lệ mà lại ảo tưởng mình tự do. Đừng có tự do kiểu đó. Đó là một sự nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho nhục nhục thấp hèn, và nô lệ cho sự ám của ma quỷ, cho sự lôi kéo mà ma quỷ nó chiến thắng trên mình. Một sự phản bội như vậy mà lại cho rằng mình tự do, đó là điều đáng sợ, đáng sợ vô cùng. Thưa anh chị em, tôi nói về phía đàn ông chứ đàn bà thì cũng không phải không có đâu ha. Cho nên khi tôi lấy ví dụ về một phía thì phía kia cũng phải hiểu. Và chúng ta nhắc lại với nhau lời của Chúa Giê-xu mà ai trong chúng ta cũng thuộc: sự gì Thiên Chúa ấn định, loài người không được phân ly.